Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 31, cực hình thần diệt. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, Trường Quỷ Ly đột nhiên rụt tay đang nắm tay Bạch Nham lại, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, không thể nào, tuyệt đối không thể. Thần thức không thể làm giả, nhìn qua thức hồn thuật nhất định sẽ là chân tướng nàng muốn thấy. Bạch Nham chậm rãi thu tay, cúi đầu nhìn Trường Quỷ Ly, nghiêm túc trăm phần trăm. Không thể nào, vẻ mặt trường quầy ly có vẻ bối rối hoảng loạn, miệng vẫn mơ hồ nói mấy câu không đầu không đuôi, chịu cực hình thần diệt, chưa hồn bay phách tán, nguyên thần hóa thành cho, thiên ngoại lưu hỏa sẽ không tắt, huynh không thể nào còn sống, tuyệt đối không thể. Không thể. Bạch Nham đỡ bà vai đang run nhè nhẹ của trường quầy ly, nói, không phải ta vẫn đang sống đứng ở trước mặt nàng đây sao? Giọng hắn ôn hòa mềm mại, trường quầy ly chậm rãi ngừng đầu lên, lặng lặng nhìn hắn, trong mắt chứa đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, điều đó không thể nào xảy ra được. Nụ cười của Bạch Nham có vẻ có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn cười, hắn cố gắng dùng nụ cười chấn an trưởng quầy ly. Nhưng trưởng quầy ly lại giống như có thể thông qua nụ cười của hắn nhìn thấy đau đớn khi hắn chịu cực hình thần diệt, những đau đớn vĩnh viễn không biến mất cũng không thể quên. Hắn còn sống, trưởng quầy ly không rõ vì sao hắn có thể sống sót. Trăm ngàn năm qua, số thần tiên, yêu ma bị phán dùng cực hình thần diệt có thể đếm trên đầu ngón tay, những kẻ chịu hình không ai không cầu mong được chết sớm, bởi vì không ai biết nỗi đau này rốt cuộc là đau đớn đến mức nào, cho đến khi thần hình câu diệt mới có thể thôi đau khổ. Sao huynh có thể sống sót? Sao huynh có thể cười được? Trưởng Quầy Ly nhìn Bạch Nham, mỗi một câu một chữ đều đang run rẩy. Tu hành ngàn năm, đối với trưởng Quầy Ly những cảm xúc đều đã trở nên nhạt nhòa hờ hững, không ngờ vẫn còn có chuyện khiến nàng sợ hãi như thế vẫn có lúc nàng không thể khống chế được. Chịu cực hình thần diệt không phải nàng, nhưng dường như nàng còn sợ hãi hơn tự mình trải qua. Giờ phút này trong lòng nàng dường như cũng đang phải chịu cực hình không thể giảm bớt, cũng không thể ngừng. Đó đã là chuyện của 500 năm trước, vết thương trên người cũng đã sớm khỏi, đau đớn. Bây giờ cũng không nhớ rõ nữa. Lời nói dối của Bạch Nham chưa bao giờ yếu ớt, dễ bị vạch trần như giây phút này có thể sống sót sau cực hình thần diệt đã là ngoại lệ duy nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay. Thiên ngoại lưu hỏa là thiêu đốt từ trong nguyên thần, khi nào thân thể còn chưa bị thiêu rụi thì ngọn lửa diệt thần đó sẽ không tắt, vết thương đó chỉ sợ qua 500 năm cũng chưa chắc đã lành. Không biết qua bao lâu, sau khi đã cố gắng ổn định tinh thần, trường quầy ly bỗng nhiên cười khổ. Hắn ngay cả cực hình thần diệt còn không sợ làm sao lại sợ thiên khê và vân nhai cơ chứ. Là nàng lo chuyện không đâu rồi. Thật sự không đau nữa đâu. Bạch nham nghĩ Trường quầy ly không tin hắn nói. Tiếp tục cường điệu vết thương lúc trước đã khỏi hẳn. Trưởng quầy ly từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại. Suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện. Vì sao bạch nham cố chấp đối đầu với tiên khê và vân nhai. Vì sao còn tích cực ngăn họ cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận hơn cả nàng. Thậm chí vì sao 300 năm trước hắn cứu nàng đồng thời cũng phong ấn nàng. Bởi vì hắn là ứng long là một trong những thiên linh dùng để cởi bỏ phong ấn trận pháp ngũ hành, đồng thời cũng là người duy nhất biết tung tích của đá vô sắc. Nếu thiên khê và vân nhai muốn tìm đá vô sắc sớm muộn gì cũng sẽ tìm hắn. Mà lúc trước hắn không giết trường quầy ly ngược lại cứu nàng là vì hắn là long tộc. Nếu hắn giết trường quầy ly tức là lại phạm vào thêm một thiên luật, không chỉ bại lộ chuyện hắn còn sống khiến thiên binh thiên tướng đuổi bắt, thậm chí còn dấy lên một cuộc chiến giữa hai tộc. Sao huynh có thể sống sót? trưởng quầy ly khôi phục khẩu khí lãnh đạm bình thường hỏi. Sự kiện 500 năm trước kia khiến tam giới khiếp sợ, dù lúc ấy trưởng quầy ly đang ẩn thân trong rừng sâu núi thẳng cũng nghe nói. Truyền thuyết, Thái tử Đông Hải Long Cung Thiên Tư có thể nói là trước nay chưa từng có, mộ tính cực cao, là người duy nhất trong Long tộc vạn năm qua tu thành ứng Long, dù là Đông Hải Long Vương cũng chưa thể thành công độ kiếp. Đang lúc Long tộc vui mừng, ứng Long duy nhất này lại mất tích, lại còn là vì nhớ thương một cô gái loài người. Sau khi người con gái kia chết, hắn xông vào điện Diêm Vương, cướp sinh tử bạc. Sau khi bị Long Vương trói bắt về Đông Hải, hắn vẫn không ăn năn, thậm chí trộm đá vô sắc trí bảo nữ hoa nương nương lưu lại, muốn chiêu hồn tụ linh giúp người con gái kia trường sinh bất lão. Việc này náo loạn cả thiên hạ đều biết, vì thế thiên đình phái thiên binh thiên tướng truy bắt, mất rất nhiều công sức cuối cùng cũng bắt được ứng Long, nhưng đá vô sắc lại mất tích thượng đế tức giận bắt hắn chịu cực hình thần diệt để đông hải long vương tự mình trường hình để trách phạt long vương không biết dạy con tất cả mọi người thần mà đều nghĩ ứng long đã chết hắn không thể nào sống sót không ai chịu cực hình thần diệt mà còn sống được cả bạch nham cười có thể niết bàn trọng sinh không chỉ có phượng hoàng mà thôi hắn thản nhiên nói một câu giấu giếm tất cả đau khổ gian nan đi nhưng trường quầy ly biết niết bàn trọng sinh cũng không đơn giản như hắn nói trưởng quầy ly cúi đầu nhìn hai tay mình đang siết chặt lại nàng vốn định tìm một cái lấy cớ đẩy bạch nham đi xa tránh khỏi thiên khê và vân nhai nhưng giờ nàng biết đó là chuyện không thể ngay từ đầu hắn đã không thể bứt ra được cho dù hắn muốn thiên khê và vân nhai cũng sẽ không buông tha hắn nhưng cảm giác sâu nhất nặng nhất trong lòng nàng lại vẫn không phải sầu lo mà là một loại tuyệt vọng mịt mờ giống như bỗng nhiên chìm vào đáy biển tuyệt vọng lạnh như băng làm sao vậy Bạch Nham dần dần phát hiện sắc mặt trường quầy ly không ổn, tái nhợt đáng sợ. Trường quầy ly chậm rãi ngầm đầu lên, nhìn Bạch Nham, hỏi, huynh vì một người phàm, vì một người phàm mà đánh cắp đá vô sắc, vì một người phàm cam nguyện chịu cực hình thần diệt, vì một người phàm yên lặng chờ đợi mấy trăm năm, tất cả đều chỉ vì một người phàm. Vì sao? Vì sao? Thì ra hắn yêu cô gái kia sâu nặng như vậy, còn sâu đậm hơn nàng tưởng rất nhiều. Nàng luôn nghĩ sẽ có một ngày hắn nghĩ thông, không cố chấp vì một cô gái không thuộc về hắn nữa. Nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, nàng mới là người cố chấp cần buông tay, buông tha cho suy nghĩ cố chấp kia, buông tay một người không thuộc về mình. Trong mắt nàng phủ kín một tầng xương khiến nàng không nhìn rõ bộ dáng của Bạch Nham, có lẽ cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy rõ hắn. Cách một giọt lệ, thân hình của hắn biến dạng, vẻ mặt của hắn cũng vặn vẹo cổ quái. Cho đến khi nước mắt ấm áp từ hốc mắt trào ra, vẽ ra một vết nước thật dài trên mặt, nàng mới nhìn thấy trên mặt Bạch Nham là biểu tình không thể tin mà lại kích động không biết làm thế nào. Trước kia ta chỉ nghĩ huynh khờ, nay mới biết được huynh là ngu, là ngốc, là dại, là điên. Đạo hạnh ngàn năm huynh có thể không cần, thân phận địa vị huynh có thể mặc kệ, cho dù cuối cùng phải mất cả tính mạng vẫn khăng khăng một mực. Rốt cuộc huynh làm vậy là vì cái gì? Trưởng Quầy Ly đã không biết giờ phút này mình trông như thế nào, cũng không biết giọng điệu của mình khi nói những lời kia có ý gì, thậm chí không biết vì sao mình lại vừa khóc vừa nói những lời đó. Lệ còn rơi, nhưng trên khuôn mặt lại là vẻ lạnh lùng dứt khoát. Không không, tất cả đều đã qua, không phải như nàng nghĩ đâu, Bạch Nham hoàng sợ vội giải thích. Nhưng càng tô càng đen, nói ra toàn những lời vô nghĩ. Trưởng quầy ly đứng lên, sửa sang lại góc váy, lau nước mắt, cắt đứt lời bạch nham, thản nhiên nói, như đã trao đổi, ta nói cho huynh, thành đàm huynh gặp ở hồng hồ sơn trang chính là vân nhai, Hắn mượn thân thể thành đàm làm người 10 năm, nay thân thể đã đến cực hạn tự nhiên sẽ chết. Vân Nhai hứa với ta, dù cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận cũng sẽ không lấy ta làm tế phẩm, chỉ cần ta không chủ động nhúng tay, làm chuyện phản bội sư môn, hắn và Thiên Khê sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của ta. Cho nên, nếu huynh muốn đối địch với họ, muốn tự chịu chết, vậy tùy huynh, ta không theo được. Đã đến nước này, trường Quỳ ly không muốn tiếp tục ở lại đây thêm một giây phút nào, xoay người định đi. Trước khi trường Quỳ ly biến mất, Bạch Nham lanh tay lẹ mắt khắp quyết dùng kết giới bao phủ toàn bộ sơn động, trước tạm thời ngăn cản trường Quỳ ly. Huynh đây là muốn làm gì? Trường Quỳ ly không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi. Bạch Nham cũng không biết mình đang làm cái gì, hắn chỉ không muốn nàng cứ như vậy mà rời đi thôi, hắn muốn giữ nàng lại nhưng không biết nên giữ như thế nào. Ngây ngốc sừng sốt nửa khắc mới hỏi, nàng tức giận sao hừ tức giận vì sao phải tức giận ta sợ hãi sợ huynh kéo ta cùng chết giọng điệu nổi giận đùng đùng như vậy không phải tức giận thì là gì bạch nham chậm rãi đi đến phía sau trường quầy ly vừa rồi nàng khóc sao nàng thường xuyên mắng ta ngốc mắng ta khờ mắng ta điên nhưng chưa bao giờ rơi lệ vì ta giây phút hắn nhìn nàng rơi lệ như có cái gì đó không ngừng đập từng phát từng phát thật mạnh vào ngực hắn, một tiếng lại một tiếng như sấm như trống như từng trận sóng trào. Bạch Nham đột nhiên hiểu ra, lúc này đây, nếu hắn không giữ được trường quầy ly lại, hắn sẽ hối hận đến chết, hối hận đã sống thêm một lần, hối hận sống mà uất ức thất bại như vậy. Trường quầy ly hơi cong khóe môi, nói, huynh khờ cũng tốt, ngốc cũng tốt, điên cũng tốt, chẳng liên quan gì đến ta. Thiên Khê và Vân Nhai muốn cười bỏ phong ấn ngũ hành trận, muốn đoạt đá vô sắc sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới huynh, huynh coi như thiện tâm buông tha ta đi. Không ai biết ứng long còn sống. Ha, thì ra lần này huynh thẳng thắn là để bẫy ta, nay ta biết chuyện huynh còn sống, huynh đương nhiên sợ ta rêu rao khắp nơi, vừa khéo, hoặc là giết ta, hoặc là giam cầm ta đến chết, đúng không? Nàng biết y ta không phải thế. Bạch Nham dựa vào rất gần trường quầy ly, gần đến nỗi trưởng quầy ly có thể cảm giác được hơi thở của hắn ở ngay bên tai nàng, cảm giác được lồng ngực hắn phập phồng. Nàng nên tránh hắn, lập tức thi pháp phá vỡ kết giới của hắn rời đi, nhưng chân của nàng giống như mọc rễ không thể nào nhúc nhích được. Dù sao, không được gọi ta như vậy. Ta thẳng thắn là vì không muốn lừa nàng, không muốn chút nào. Không muốn nàng giận ta tức ta mà bỏ đi, cho nên ta lựa chọn thẳng thắn. Nhưng vì sao ta nói thật, nàng lại càng giận ta, càng tức ta, càng quyết tâm rời khỏi ta. Bạch Nham do giữ vươn tay, chậm rãi ôm nàng vào lòng, cầm nhẹ nhàng áp vào thái dương trường quầy ly, dù sao, phải làm thế nào nàng mới không tức, không giận, không bỏ đi. Cánh tay Bạch Nham càng vòng càng chặt, lưng trường quầy ly hoàn hoàn áp chặt vào ngực hắn. Nàng không lên tiếng, nước mắt lại không kìm chế được rơi xuống, rơi lên ống tay áo, mờ u bàn tay Bạch Nham, Nước mắt nóng bỏng làm tay bạch nham không khỏi run lên Trường 32, Chuyện Cũ Phủ Đầy Bụi Thật lâu thật lâu trước kia, trường Quế Ly đột nhiên muốn làm người phàm Muốn biết thế nào là thất tình lục dục một Muốn biết yêu một người là cảm giác gì Vì thế nàng rời khỏi quê hương xuống thế gian học làm người Mà khi nàng hiểu được thất tình lục dục, hiểu được tình yêu Biến thành một người phàm, nàng cũng mất đi tất cả Một thất tình lục dục, thất tình bao gồm, hỉ, nộ ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm 6 loại dục vọng do, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Tình cảm của trường quầy ly đối với Bạch Nham là gì, trong lòng nàng sao lại không rõ. Từ lúc nàng bắt đầu thấy ghét Bạch Nham bảo vệ cô gái kia, nàng đã biết. Nhưng nàng không nói, cũng không biểu lộ ra. Nàng không biết trong lòng Bạch Nham có cảm giác gì đối với nàng, nhưng nàng cảm thấy không quan trọng, nàng chỉ cần bọn họ tiếp tục cuộc sống như lúc này là nàng đã vừa lòng rồi. Nàng thích Bạch Nham ngẫu nhiên ôm ấp thân mật, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ có lúc chàng chàng tiếp tiếp, tình ý triền miên. Các loại tình thâm ý thiết, sống chết có nhau, tình yêu sâu đậm đối với nàng mà nói là hy vọng xa vời cũng là gánh nặng. Nàng rất sợ sẽ đánh mất, vậy thà rằng chưa bao giờ có được thì hơn mà đến giờ khác này khi bạch nham ôm nàng vào trong ngực thì nàng hoàn toàn không biết làm thế nào nàng không thể đẩy người nàng muốn ôm ra càng không thể tự nói với mình rằng bạch nham thật ra không có chút cảm giác gì với nàng nàng không dám đoán tâm tư của bạch nham sợ rằng đoán sai nàng có huyết thống của chiến thần nhưng không có thiên phú của ái thần thông minh tài trí gì đó gặp phải tình yêu cũng không còn tác dụng dù sao đã rất lâu rất lâu rồi không khóc đột nhiên không thu lại được. Trưởng quầy ly cắn cánh môi mình. Sao lại có thể mất khống chế như vậy chứ? Hôm nay mặt mũi cũng quăng đến Nam Thiên Môn rồi. Nếu huynh có thể chọc cho ta cười, ta sẽ cân nhắc xem có nên mạo hiểm ở lại không? Không bằng coi như nàng chưa từng khóc, Bạch Nham cũng không phát hiện ra tình cảm của nàng đối với hắn, bọn họ vẫn như bình thường. Chỉ có như vậy, nàng mới là nàng, là trưởng quầy ly, không hơn. Trưởng quầy ly tránh khỏi cái ôm của Bạch Nham, dùng ống tay áo trả lau khuôn mặt. Bạch Nham bỗng nhiên cầm tay nàng, chặn động tác của nàng, mỉm cười nói ta nghĩ ra rồi. Hả? Bạch Nham kéo tay trưởng quầy ly, để lòng bàn tay nàng ngửa ra. Đang lúc trưởng quầy ly còn nghi hoặc, Bạch Nham bỗng nhiên niệm chú thu nhỏ mình lại nhiều lần, nhảy lên lòng bàn tay trưởng quầy ly. Không phải nàng muốn biết ta rốt cuộc là cái gì sao? Vậy xem cho kỹ. Hả? trong lòng bàn tay trưởng quầy ly bỗng nhiên tỏa ra một làn khói trắng, sau khi khói tan, người tí hon trong lòng bàn tay nàng đã biến mất, thay vào đó là một con rồng đen, trên lưng có cánh, chỉ có ứng long mới có cánh. Con rồng kia dùng cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay trưởng quầy ly, làm nàng cảm thấy ngưa ngứa, tiện đà vỗ cánh bay lên. Trưởng quầy ly sững sờ nhìn, đột nhiên không nhịn được gì một tiếng bật cười. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Nham sẽ có bộ dáng này đạo sĩ vừa già vừa xấu, hoặc công tử diện mạo khôi ngô xuất sắc, làm sao có thể là một con rồng nhỏ như thế này. Vừa lòng chưa, Bạch Nham khoan thai khôi phục hình người, nhìn trường quầy li mím môi nín cười. Vừa lòng, sao lại không hài lòng? Đối với thần thú linh điều tu hành ngàn năm như bọn họ, không cần đến trăm năm đã tu thành hình người, tu vi càng cao, linh lực càng mạnh sẽ càng không thích hiện ra nguyên hình, trừ phi bất đắc dĩ, bị buộc đến đường cùng tuy rằng biến về nguyên hình pháp lực của bọn họ có thể tăng vài lần nhưng cũng vô cùng nhục nhã nhưng bạch nham không chỉ hóa về nguyên hình còn lấy bộ dáng đáng yêu như vậy oan ức như vậy để dỗ nàng nếu trưởng quầy ly còn không vừa lòng vậy bạch nham cũng thật hết cách bộ dáng vừa rồi của huynh khiến người ta thích hơn biến trở về làm gì trưởng quầy ly nhịn cười nói trong lòng trưởng quầy ly có chút ngọt ngào hôm nay rơi vài giọt nước mắt đổi được bạch nham dỗ nàng như vậy cũng coi như đáng giá. Nàng không chờ mong gì nhiều, chỉ cần có thể kiềm chế tình cảm của mình là được, chỉ cần nàng có thể sống những ngày như trước đây là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng tự lừa mình như vậy, dường như có thể dần dần khôi phục thái độ bình thường, che giấu hỗn loạn trong lòng mình. Bạch Nham thấy nàng nở nụ cười cũng an lòng, lại kéo tay trường quầy ly, nghiêm túc nói, những chuyện trước kia ta cũng không muốn giấu giếm nàng nữa, càng sợ nàng lại hiểu lầm gì đó, cho nên Nàng có đồng ý cùng ta xem hết toàn bộ những ký ức trước kia không? Trường Quầy Ly ngẩn người, huynh muốn ta lại dùng thức hồn thuật sao? Không phải nàng dùng, là ta dùng, ta đưa nàng vào xem cho rõ ràng. Nếu là trường Quầy Ly sử dụng thức hồn thuật tiến vào thần thức của Bạch Nham, vậy những chuyện nàng nhìn thấy ít nhiều sẽ có chút lệch lạc. Ví dụ như vừa rồi, trường Quầy Ly muốn biết thân phận của Bạch Nham, nhưng cái nàng nhìn thấy lại không phải Bạch Nham sinh ra khi nào, ở đâu mà lại là một đoạn ký ức về sinh nhật của Long Tam Công Chúa Đông Hải. Còn nữa, bởi vì nguyên thần của trường Quầy Ly không thuộc về thần thức của Bạch Nham, cho nên chỉ cần Bạch Nham không chống cự thì sự tồn tại của nàng cũng trong suốt tựa như không khí, không thể trao đổi với thần thức của Bạch Nham. Nhưng nếu là Bạch Nham sử dụng thức hồn thuật đưa trường Quầy Ly vào, vậy những gì trường Quầy Ly thấy sẽ là những ký ức Bạch Nham muốn cho nàng xem, hơn nữa một phần nguyên thần của Bạch Nham cũng sẽ tiến vào, luôn luôn ở bên trường Quầy Ly giúp ta tạo thêm vài cái kết giới đi. Bạch Nham nói. Bạch Nham kiên định như vậy thực khiến trường quầy ly nhảy dựng, phải biết rằng tự mình sử dụng thức hồn thuật với chính mình, còn đưa thêm một người vào thần thức của mình là kiện chuyện vô cùng hao phí thần lực. Hơn nữa trong quá trình chẳng may bị người khác quấy dày, người thi pháp sẽ bị pháp thuật phản phệ, vĩnh viễn bị lạc trong thần thức của chính mình. Trường quầy ly hơi hơi gật gật đầu, tùy tay khắc vài cái quyết, lập tức tạo ra vài kết giới vừa mạnh mẽ vừa phức tạp chuẩn bị tốt chưa? Rồi, ánh trăng sáng trong, đèn hoa rực rỡ, ngã tư đường rộn ràng náo nhiệt, quả là cảnh tượng phồn hoa. Bạch nha mang theo trường quầy ly vào thần thức của mình, sau khi đẩy mây mù ra bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng này. Đây là, là ngày hội gì sao? Trường quầy ly đứng trên đám mây nhìn xuống dưới. Ừ, Tết trùng cửu, hai hai Tết trùng cửu theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo âm lịch hàng năm. Nhiều người như vậy, vậy huynh ở đâu? Bạch Nham đưa tay chỉ về một tòa lầu gác bên hồ phía xa xa, Bích Lăng Các, lầu các nổi tiếng nhất Biển Châu, muốn ngắm cảnh đẹp Biển Lương ba nhất định phải lên Bích Lăng Các. Ba Biển Lương, tên cũ của Khai Phong, nằm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trưởng quầy ly liếc vào trong Bích Lăng Các đã thấy Bạch Nham trong chính thần thức của hắn hắn, ngồi ở gần cửa sổ hai, ba vị bằng hữu uống rượu, nhìn cảnh sắc bên hồ, xem ra huynh cũng khá hào hứng đấy nhỉ. Lúc ấy, có lẽ là thế. Bạch Nham cười nhẹ ẩn chứa một chút chua sót. Trưởng quầy ly kéo nhẹ Bạch Nham, hai người song song bay vào bích lăng các, đứng cách mấy bước nhìn Bạch Nham trong thần thức. Trưởng quầy ly nhìn Bạch Nham bên người, lại nhìn Bạch Nham ngồi ở bên cửa sổ, nói, thật là kỳ lạ, vừa nhìn qua cảm thấy hai người không giống nhau, giờ nhìn kỹ lại thấy rõ ràng là cùng một khuôn mặt, thật sự là kỳ quái. Bạch Nham mỉm cười nói, chúng ta vốn là cùng một người, đương nhiên là giống nhau. Không giống, bọn họ không giống, Bạch Nham bên cửa sổ khi cười nói cùng bằng hữu khi thì nâng chén. Phần tiêu sái vui sướng kia trăm phần trăm là phong thái công tử nhà giàu. Bạch Nham bây giờ dù có cười giữa hai hàng lông mày cũng vẫn mang theo hai, ba phần u sầu, tang thương mà thâm trầm hắn tên là gì? Trưởng quầy ly nhìn Bạch Nham bên cửa sổ hỏi, khi đó huynh tên gì? Mạc Cảnh, sinh ra trong gia đình quyền quý ở Bành Thành Từ Châu, là con trai trưởng của Thứ Sử Từ Châu lúc ấy. Huynh tìm được thân phận khá tốt đấy nhỉ, sao không đầu thai làm thái tử, hoàng tử chẳng phải càng vinh hoa phú quý hơn sao? Trưởng quầy ly lại bắt đầu chiêu chọc Bạch Nham, ngoài miệng không chịu buông tha hắn chút nào, trước sau như một. Thái tử trách nhiệm quá lớn, rất phiền toái, cũng không thể ngao du khắp nơi, rất bất tiện. Bạch Nham nghiêm trang đáp lại trưởng quầy ly, khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán. Huynh đưa ta đến đây là để cho ta xem huynh uống rượu nói chuyện phiếm với người ta hả? À? Bạch Nham lắc đầu, đưa trưởng quầy ly đến bên cửa sổ chỉ vào một chiếc thuyền hoa trên hồ, nói, lúc ấy ta ở trên bích lăng các này nhìn chiếc thuyền hoa trên hồ kia, lần đầu tiên nghe thấy tiếng đàn của nàng ấy. Trưởng quầy ly lấy lại tinh thần dòng tai lắng nghe, liền nghe thấy được tiếng đàn dần dần đến gần. Tiếng đàn kia quả thật có giữa âm u nhã văng vẳng bên tai, cầm kỹ cũng coi như xuất sắc, nhưng đây là nhận xét trên tiêu chuẩn của người phàm. Nếu so sánh giữa nàng ta và trường Quầy Ly, vậy đương nhiên không bị kịp, dù sao cầm nghệ của trường Quầy Ly đã luyện mấy trăm năm. Vì tiếng đàn nên huynh đã ái mộ nàng ta, ngay cả mặt còn chưa thấy đã ái mộ. Trưởng Quầy Ly không tin, Bạch Nham từ nhỏ chính là linh thai, ra đời là tiên linh trăm ngàn năm có tiên nhạc nào chưa từng nghe qua, làm sao có thể dễ dàng bị tiếng đàn của một người phàm làm rung động như vậy. Có lẽ là Nguyệt Lão ngủ gà ngủ gật nên buộc nhầm dây tơ hồng. Bạch Nham cười cười, lúc ấy chỉ cảm thấy tiếng đàn này rất du dương, nghe vào lại làm cho người ta có cảm giác đau lòng, không khỏi say mê. Hừ, trưởng quầy ly hừ lạnh một tiếng, yên lặng nửa khắc, lại hỏi, nàng ta rốt cuộc là ai? Con gái trung thư lệnh mạc tùng mạc trúc tuyết. Cũng họ mặc sao? Ừ, mặc Trúc Tuyết và ta là cùng tông, cùng họ. Ông nội nàng ấy và ông nội ta là huynh đệ ruột thịt. Chẳng qua nhà ta ở Từ Châu cũng không thân cận với nhà nàng ấy lắm. Bạch Nham dùng ta để nói về quan hệ của bọn họ, trong lúc vô ý lại làm cho trưởng Quầy Ly tức nghẹn. Trưởng Quầy Ly xoay đi, dầu dĩ hỏi, sau đó thì sao? Bạch Nham vung tay áo, buổi tối biến thành ban ngày, ánh sáng chợt lóe trước mắt trường quầy ly có hơi chói mắt. Bọn họ đứng ở trước một cánh cổng lớn, hơi ngừng đầu có thể thấy hai chữ rồng bay phượng múa trên tấm biển mạc phủ. Ta hỏi thăm một chút thì biết cô gái đánh đàn trên thuyền hoa trong Tết Nguyên Tiêu là đường muội của mình. Vừa khéo một tháng sau là đại thọ 50 của Mạc Tùng, ta liền mua lễ vật tới cửa. Phong lưu háo sắc, trưởng quầy ly hơi lắc đầu, phì nhổ hắn một tiếng. Bạch Nham thoáng nhìn trưởng quầy ly hung hăng như vậy, không khỏi hé miệng cười trộm, nàng đang ghen sao. Bạch Nham trước một bước khóa cửa vào mạc phủ, cũng khóa lại ký ức mình niêm phong đã lâu. Trưởng quầy ly chậm một bước, nhìn bóng dáng Bạch Nham yên lặng thở dài. Kết cục của câu chuyện này nàng đã sớm biết được, không khỏi suy nghĩ nếu hắn có thể đoán trước kết cục, ban đầu không bước vào cánh cửa này thì thật là tốt biết bao. Nhưng nghĩ sâu xa thêm, người tiên vốn không cùng đường, dù hắn yêu ai thì vẫn là kết cục bi kịch mà thôi. Ngay lúc đó Bạch Nham cũng hiểu, nhưng chẳng phải hắn vẫn quyết tâm đi vào sao. Trường 33 đã không còn vạn kiếp bất phục. Cô gái khiến Bạch Nham vạn kiếp bất phục một giờ phút này đang ở ngay trước mắt bọn họ. Mạc Trúc Tuyết, người cũng như tên, xinh đẹp đoan trang, da trắng như tuyết, lúc khép mi cười khẽ dịu dàng vô hạn. Đặt ở thế gian thì có thể nói là dung mạo như thiên tiên, nhưng đối với Bạch Nham, trên trời bao nhiêu mỹ nhân tiên tử hắn không thèm liếc nhìn lấy một cái, sợ rằng ngay cả dung mạo của trường quầy ly ở trong mắt bạch nham cũng không được tính là xuất sắc. Một vạn kiếp bất phục dấu lớn, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Trường quầy ly tự cảm thấy không cần thiết so sánh mạc trúc tuyết với mình. Mạc Trúc Tuyết có đầu thai thêm vài lần nữa cũng không bằng một phần mười của nàng. Huống chi Mạc Trúc Tuyết cũng chỉ là người phàm, sao có thể so với nàng. Nhưng bất giác, trường Quầy Ly vẫn nhìn Mạc Trúc Tuyết, âm thầm so đo. Mắt nàng ta không thâm thúy mê người bằng trường quầy ly, nụ cười của nàng ta cũng không quyến rũ xinh đẹp bằng trường quầy ly, thân thể của nàng ta cũng không hiểu điệu linh lung bằng trường quầy ly. Trường quầy ly nhìn mặc trúc tuyết từ đầu đến chân vài lần, vẫn không hiểu một cô gái người phàm như vậy sao lại khiến Bạch Nham si mê. Bạch Nham nhìn trường quầy ly bất giác nhân mày, ánh mắt nhìn mặc trúc tuyết cũng không có thiện cảm, trong lòng hắn lại mừng rỡ, dường như quên mất cô gái người phàm kia là người hại hắn suýt chút nữa bị hủy thần hình. Mà Bạch Nham lúc đó đang tán gẫu rất vui vẻ với Mạc Trúc Tuyết, trời Nam Biển Bắc không chuyện nào không nói, ngẫu nhiên nghe Mạc Trúc Tuyết đánh đàn, vẻ mặt hắn vẫn rất thản nhiên. Rốt cuộc huynh thích nàng ta ở điểm nào? Trưởng Quầy Ly không nhịn được hỏi. Bạch Nham lắc đầu, thản nhiên nói, tình là gì sao có thể nói rõ ràng được. Khi đó, ta chỉ rất thích nhìn nàng ấy thản nhiên cười không câu nệ không nhu mì, thích nghe nàng ấy đánh đàn, rất dụng tâm rất nhập tình. Sau này ta mới biết được nàng ấy cũng có lúc vui sướng cười to, chẳng qua không phải ở trước mặt ta cũng không phải vì ta. Khúc nhạc nàng ấy vui vẻ gầy là do một người đàn ông khắc phổ, cũng gầy vì người đó. Trưởng quầy ly nhìn chút cười khổ bên khóe miệng bạch nham, trong lòng hơi hơi co rút, nổi lên một chút cay đắng. Hắn vạn kiếp bất phục lại vì một cô gái chưa từng yêu hắn. Sao hắn có thể cam chịu như vậy? Sao có thể? Bạch Nham đưa trưởng quầy ly quay người lại đi vào bữa tiệc mừng thọ Trung thư lệnh Mạc Tùng một tháng sau, hắn bắt đầu chậm rãi kể lại ngọn nguồn của bi kịch này, đại thọ Trung thư lệnh không ít đại thần trong triều được mời, bao gồm thừa tướng Lã Thế Thừa. Ngày hôm đó Lã tướng không chỉ đích thân đến, còn đưa theo con trai độc nhất của mình là Lã Tư Tài đến chúc thọ Mạc Tùng. Thì ra Lã Tư Tài này sớm nghe Mạc chúc tuyết tài hoa dung mạo hơn người. Lần này đến là để gặp tận mắt một lần. Theo hướng bạch nham chỉ, trường quầy ly thấy công tử tên lá tư tài kia, diện mạo bình thường, ngoại trừ thân phận tài trí hơn người, thật sự không thấy có gì nổi bật. Lá tư tài chẳng lẽ là người trong lòng Mạc Trúc Tuyết sao? Đương nhiên không phải, bạch nham lắc đầu, chỉ vào một người khác trong bữa tiệc, người trong lòng Tuyết Nhi tên thầm ngạn, là một thông sự của Trung Thư Tình, cũng là người dưới quyền Mạc Tùng chẳng qua thầm ngạn này tuy có tài văn chương cũng có tài danh, nhưng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho nên không được Mạc Tùng yêu thích. Tuyết nghi, hừ, trưởng quầy ly nhìn thầm ngạn, bộ dạng thanh tú hơn lá tư tài, nhìn mặt mày, thần thái hào hoa phong nhã, có ba phần phong độ của người trí thức bảy phần phong độ của người quân tử, cùng Mạc Trúc Tuyết cũng coi như xứng đôi. Để ta đoán, trưởng quầy ly nhìn mấy chục người uống rượu hàn huyên trong sân thấy không thú vị, vì thế nói, thầm ngạn này có chút tài học, thi từ ca phú, cầm kỳ thư hỏa tinh thông mọi thứ. Mạc Trúc Tiết nhìn chúng con mọt sách thầm ngạn có tài hoa kia, nhưng lã tư tài lã đại công tử trong thọ yến này lại để ý Mạc Trúc Tiết, vì thế dựa vào cha hắn là thừa tướng đại nhân tới Mạc Phủ cầu hôn. Mạc Tùng tất nhiên vui mừng, cũng không hiểu được tâm tư của con gái nên thành ra chặt đứt hạnh phúc của chính con gái mình, có phải thế không? Bạch Nham nặng nề gật đầu một cái, đoán không sai. Không sai, không sai, đoán không sai. Trưởng quầy ly lửa giận công tâm, suýt chút nữa là có thể phun ra một ngụm máu tươi. Lã tư tài, mạc trúc tuyết, thầm ngạn, ba người này yêu đến hận đi liên quan quái gì đến bạch nam, Liên quan gì đến hắn? Dựa vào cái gì mà hắn phải chôn vùi ngàn năm đạo hạnh của mình vì hạnh phúc của mạc trúc tuyết, ngay cả hồn phách cũng phải chôn cùng. Huynh bị ngốc à, ngu hà, hay là heo đầu thai? Tình yêu giữa ba bọn họ có liên quan gì đến huynh? Có liên quan gì hả? trưởng Quầy Ly không nhịn được chỉ thẳng vào mặt Bạch Nham mà mắng. Cũng phải, có liên quan gì đến ta đâu? Bạch Nham đưa tay nắm chặt ngón tay trường Quầy Ly đang chỉ vào hắn, mỉm cười, sao nàng còn nóng này, còn hận hơn cả ta vậy? Ta, trường Quầy Ly nghẹn hỏng không nói nên lời. Chuyện ba người bọn họ, thật sự là không liên quan đến ta, ta cũng biết mình không nên bị cuốn vào trong đó bạch nham tiếp tục kế nốt chuyện xưa tối hôm thọ yến mạc tùng và lã thế thừa uống mấy chén hàn huyên không bao lâu đã quyết định hôn nhân giữa hai nhà đợi đến khi tuyết nhi biết mạc tùng đã đang chuẩn bị hôn sự cho nàng rồi lúc ấy tuyết nhi nói cho cha mẹ mình đã có ý trung nhân hỏi ra mới biết là con mọt sách thầm ngạn kia thầm ngạn vốn không được mạc tùng yêu thích ra thế bối cảnh cũng tầm thường sao có thể vì thầm ngạn mà hủy hôn lễ với nhà thừa tướng đại nhân mạc tùng đương nhiên là khuyên tuyết nhi vứt bỏ thầm ngạn ngoan ngoãn gả cho lã tư tài nào biết đâu rằng trong lòng tuyết nhi nhất quyết không chịu cuối cùng còn náo loạn cả phủ ta tuy là đường thân của mạc gia nhưng cũng chỉ là khách việc này không nên nhúng tay nhưng lúc ấy trinh mắt thấy tuyết nhi buồn bã không vui hàng đêm đều khóc trong lòng cũng không đành lòng có một ngày tuyết nhi đến xin ta đưa nàng ra phủ khỏi tác thành cho nàng và thầm ngạn cho nên huynh giúp mạc trúc tuyết và thầm ngạn bỏ trốn bạch nham lắc đầu nào có dễ dàng như vậy thầm ngạn cũng có quan hàm nếu bỏ trốn chẳng phải là chạy trốn không làm tròn trách nhiệm sao đó là tội danh mất đầu may mà sau đại thọ mạc tùng không lâu hoàng đế băng hà vì quốc tăng nên hôn sự của hai nhà lã mạc vẫn chưa công bố với bên ngoài hôn sự cũng kéo dài thời hạn ta không đành lòng tuyết nghi đau khổ cầu xin nên đã đồng ý với nàng ấy là sẽ nghĩ cách ta một mình đi gặp thầm ngạn, thử hắn một phen, biết hắn đối với Tuyết Nhi cũng là tình chân ý thiết, liền nghĩ cách giúp bọn họ. Huynh quả thật còn vì người ta mà làm giá y nhỉ. Trưởng quầy ly căm giận một câu, cũng là thay Bạch Nham bày tỏ hoan ức. Hắn đau lòng mặc chúc tuyết sao lại không đau lòng cho chính mình. Bạch Nham cười khổ hai tiếng, ánh mắt dần dần ảm đạm. Trưởng quầy ly đứng bên nhìn, trong lòng lại chua sót, dường như có thể hiểu được cảm giác trong lòng hắn lúc ấy. Năm trăm năm trước, cảm xúc của Mạc Trúc Tuyết ảnh hưởng đến cảm xúc của Bạch Nham, nước mắt của nàng ta trở thành đau khổ trong lòng Bạch Nham. Năm trăm năm sau, trường Quầy Ly lại cũng coi những cảm xúc của Bạch Nham như của mình, để nỗi đau của hắn hòa vào lòng mình. Ai, Bạch Nham hít một tiếng, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, giải thích với trường Quầy Ly, ta tìm một cơ hội, thừa dịp Mạc Tùng bận việc tân đế kế vị đi tổ miếu tế điện, đưa Tuyết Nhi ra khỏi mạc phủ giấu ở một nơi xa xôi, cũng không nói cho thầm ngạn đợi Mạc Tùng trở về phát hiện không thấy Tuyết Nhi, ngầm lục soát toàn thành cũng không tìm được người, đương nhiên sẽ đến chỗ thẩm ngạn đòi người. Nhưng thẩm ngạn cũng không biết, Mạc Tùng tìm tiếp nửa tháng, thật sự không tìm thấy sốt ruột đến mức xoay mòng mòng. Lúc này ta gợi ý cho Mạc Tùng, chuyện này không lừa được lã thừa tướng lâu, không bằng nói Tuyết Nhi đột nhiên bệnh nặng sợ là không chữa được, trước hủy bỏ hôn ước. Như vậy có thể bảo toàn thanh danh hai nhà, cũng không tổn thương hòa khí đôi bên. Trưởng quầy ly cười khởi nói, huynh tính toán thật chu đáo, một hòn đá hạ ba con chim, không chỉ bảo vệ thanh danh hai nhà, bảo vệ hòa khí, còn bảo vệ mạc trúc tuyết và thầm ngạn, để lại một con đường cho bọn họ. Mạc trúc tuyết không tính là bỏ trốn với người khác, thầm ngạn cũng không hoành đao đoạt ái, cướp tân nương, cho dù sau này bọn họ thành thân, lã ra cũng không thể bắt bẻ, chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Mọi chuyện nhanh chóng hiện lên trước mắt trường quầy ly và bạch nham, ký ức mấy tháng lướt nhanh qua trước mắt họ. Trưởng quầy ly liếc nhìn Bạch Nham một cái, có một số việc chỉ sợ chính hắn cũng không muốn nhớ lại. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một hỉ đường đỏ rực, ngồi ở trên ghế phụ mẫu là Bạch Nham, mà đôi tân hôn hỉ kết liền cành không phải ai khác ngoài thẩm ngạn và mặc trúc tuyết. Khắp sân, kháng phòng, đầu đầu cũng là một màu đỏ thấm, màu sắc biểu trưng cho hạnh phúc vui mừng nhưng trưởng quầy ly chỉ cảm thấy chói mắt càng làm cho trường quầy ly cảm thấy không thoải mái là viện này quá im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đêm thổi lá rụng sàn sạt. Trường quầy ly nhìn Bạch Nham bên người, trong lòng vô cùng buồn bã. Bạch Nham dường như hiểu được trường quầy ly muốn hỏi cái gì, tự giác mở miệng giải thích trước, thẩm phụ không đồng ý hôn sự của thẩm ngạn và tuyết nhi, tuyết nhi là trốn khỏi nhà, cùng thẩm ngạn không có lời mai mối, không có mệnh cha mẹ, không theo lễ nghi, còn đắc tội với hai vị trọng thần lã mạc trong chiều nếu kết hôn, con đường làm quan của thầm ngạn nhất định vô cùng nhấp nhô. Trưởng quầy ly lặng lặng nghe, nhìn Tuyết Nhi phía xa xa mặc mũ phượng khăn quàng vai được một bà mối đỡ chậm rãi đi vào phòng sóng vai cùng thầm ngạn cũng đang mặc hỷ phục. Bạch Nham lúc đó cũng chính là mặc cảnh ngồi trên ghế phụ mẫu lặng lặng nhìn. Thầm ngạn là con mọt sách, nặng cấp bậc lễ nghĩa, nhưng hắn cũng yêu Tuyết Nhi sâu nặng. Cuối cùng dù không có phụ thân ở đây chúc phúc cho bọn họ, hắn vẫn nắm tay Tuyết Nhi bái trời đất. Lời nói của Bạch Nham không nghe ra cảm xúc, thản nhiên giống như hắn đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Trưởng Quầy Ly không hiểu, nếu Bạch Nham yêu Mạc Trúc Tuyết, sao hắn có thể ngồi đó, chờ mắt nhìn người trong lòng vui mừng gả cho một người đàn ông khác. Nhưng nếu Bạch Nham không yêu nàng ta, sao lại bất chấp xúc phạm thiên luật trộm đá vô sắc suýt chút nữa bị hủy thần hình. Không có lời mai mối, không có mệnh cha mẹ, Bạch Nham cười cười, chậm rãi nói, ngay trong tiểu viện ta cho bọn họ, chỉ có ta làm chủ hôn cho họ. Tốt xấu gì ta và Tuyết Nhi cũng là đường thân, tính ra ta vẫn là trưởng bối trong tộc của nàng ấy, hôn lễ này cũng tạm chấp nhận như vậy. Chỉ cần bọn họ yêu thương nhau, ta nghĩ dù cửa ải khó khăn nào bọn họ cũng nó thể nắm tay nhau vượt qua. Bà mối hắng giọng kêu bái trời đất, trường quế ly lại không nghe thấy, nhưng nàng dường như có thể nghe thấy tiếng mạc cảnh khóc người ngồi ở ghế phụ mẫu trên mặt rõ ràng mặt mang ba phần tươi cười, nhưng trưởng quầy ly cảm thấy Bạch Nham chưa bao giờ cười khó coi đến như vậy, cho dù là bộ dáng lão già vừa già vừa xấu, cũng chưa từng cười khó coi đến vậy. Bà mối hô đưa vào động phòng, trưởng quầy ly cũng không nghe thấy, nhưng nàng nghe thấy rõ ràng mặc trúc tuyết quay về phía mặt cảnh khẽ nói một câu cảm ơn huynh, cảnh ca ca. Một câu nhẹ nhàng, một câu cảm ơn phát ra từ trong tim, nhưng lại là châm trọc lớn nhất, thương tổn sâu nhất với bạch nham không biết lúc ấy bạch nham nghe thì cảm thấy thế nào nhưng nghe vào tai trường quỳ ly chỉ cảm thấy như có người hung hăng quất roi vào mặt mình không chỉ hủy hoại dung nhan tuyệt thế của nàng cũng hủy tôn nghiêm cao ngạo của nàng nếu việc này thực sự phải xảy ra trước mắt trường quỳ ly nàng chắc chắn sẽ không nhịn được dùng tam muội chân hỏa đốt mạc chốc tuyết thành cho không chỉ có đau lòng còn có hận nhưng mà cảnh vẫn cười cười nhìn theo tâm lang tân nương vào động phòng cười đến đau xót. Chương 34, chuyện cũ như khó xương. Chờ mắt nhìn Mạc Trúc Tuyết ở trước mặt mình gà cho người khác, tâm tình mà cảnh lúc đó thế nào đã không cần đoán, mà Bạch Nham bây giờ phải nhìn lại cảnh tượng đó sẽ có tâm tình thế nào, trưởng quầy Ly cũng không dám đoán. Còn không đi mau, trưởng quầy Ly quay người đi, nói một câu. Hả, Bạch Nham còn đang sững sờ, linh hồn chẳng biết đã bay đến đâu, trưởng quầy Ly đột nhiên gọi hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì. Trưởng quầy ly cúi đầu, vội vàng kéo ống tay áo bạch nham nhắc lại, còn không mau đi. Đi đâu? Trưởng quầy ly ngẩn người, đi đâu? Nhìn bạch nham trộm đá vô sắc như thế nào? Bị thiên binh thiên tướng vây bắt như thế nào? Chịu cực hình thần diệt như thế nào? Không, không, nàng không muốn xem, hoàn toàn không muốn. Từ lúc bọn họ bắt đầu tiến vào thần thức, những gì phải chứng kiến đều khiến nàng khó chịu nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nhanh chóng rời khỏi nơi khiến nàng đau lòng đến muốn khóc cứ đi là được bạch nham thấy trường quầy ly khác thường không nhúc nhích ngược lại dùng chút lực kéo trường quầy ly đến bên người hỏi nàng làm sao vậy huynh quản ta à bảo đi thì cứ đi đi nàng khóc sao bạch nham thử hỏi khóc cái đầu huynh ý người nên khóc là huynh ta khóc làm gì Bạch Nham rõ ràng thấy nàng lặng lẽ lau lau khóe mắt, không phải khóc là gì. Nàng, khóc, nếu một người vô tình rơi lệ, đại biểu cho cái gì? Huống chi Bạch Nham biết, nàng chẳng qua là người tự nhận mình vô tình thôi. Nàng yêu hắn, nếu hắn không nhận ra thì cũng thực uổng phí bọn họ sống cùng nhau 300 năm, hắn sống uổng phí hơn 2.000 năm. Bạch Nham còn chưa kịp mừng thầm, trường Quầy Ly đã hất tay hắn ra, huynh không đi thì ta đi. Ai, nàng đừng xông bừa. Bạch Nham vội vàng vượt lên, giữ chặt nàng đưa nàng đến một đoạn ký ức khác. Trưởng Quầy Ly nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc hỏi, viện này không phải là viện mạc trúc tuyết và thầm ngạn thành hôn sao? Sao lại trở nên tiêu điều hỗn độn như vậy? Tường trắng loang lổ, song cửa sổ đã hư hỏng nhiều, cỏ dại cũng đã mọc cao hơn thắt lưng, sân phủ đầy bụi, ngói nát gạch vỡ, nơi nơi hoang tàn. Sau khi tuyết nhi thành hôn, ta liền rời đi, bế quan 10 năm, theo mệnh kiếp hóa thành ứng long. Khi trở về chỉ nhìn thấy cảnh này. 10 năm đó đã xảy ra chuyện gì? Thẩm ngạn và tuyết nhi thành thân, làm cho mạc gia thất tín, mạc tùng vô cùng tức giận, lúc ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với tuyết nhi. Mà thẩm ngạn đoạt con dâu của lã tướng, khiến lã gia mất mặt, đương nhiên không thể an ổn trên chiều được. Qua vài năm thầm ngạn bị giáng cấp biếm đến Quỳnh Châu cằn cỗi, buồn bực thất bại là đương nhiên, nhưng tình cảm của thầm ngạn và tuyết nhi rất tốt, ở bên nhau cũng coi như bình an. Nhưng lã gia không chịu buông tha cho bọn họ, 6-7 năm sau giá họa cho thầm ngạn tội danh mưu phản, tước quan hàm của hắn xung quân biên cương. Thầm ngạn là một thư sinh văn nhược sao có thể chịu được loại tội danh này, ở trên đường bệnh chết. Tuyết nhi đau đớn tang chồng, gian nan chống đỡ một mình nuôi nấng con của nàng và thầm ngạn, nhưng đứa bé kia bạc mệnh, sau khi phụ thân qua đời không lâu liền bệnh nặng, trong nhà không có tiền, ngày thường vốn đã không dễ dàng, huống chi còn phải chữa bệnh cho đứa bé. Tuyết Nhi cùng đường đành phải về mặt ra cầu Mạc Tùng, ai ngờ Mạc Tùng ý chí sắt đá, thấy cháu ngoại sắp chết mà không cứu, nhốt Tuyết Nhi ngoài cửa. Thẩm ngạn đã chết, đứa nhỏ kia sau đó cũng chết, Tuyết Nhi sao có thể sống tiếp. Trường quầy ly cũng vì thầm ngạn và mặc trúc tuyết mà cảm thấy đáng thương đáng buồn, nhưng bên người nàng không phải còn có người càng đáng thương càng đáng buồn hơn sao. Mười năm trước huynh có thể tiêu sái buông tay, vì sao mười năm sau lại không thể? Trưởng quầy ly dương mắt nhìn về phía Bạch Nham, hỏi. Bạch Nham khẽ lắc đầu, sao nàng biết ta là thực tiêu sái mà không phải giả vờ tiêu sái? Thẩm ngạn và mặc trúc tiết lưỡng tình tương duyệt, Bạch Nham nguyện ý giúp người ta hoàn thành khát vọng, nhưng trong lòng hắn có hận có oán có khổ có thương tích hay không chung quy chỉ có chính hắn mới biết. Trước khi trưởng quầy ly tận mắt nhìn thấy chuyện này, nàng nghĩ Bạch Nham cũng không quá ngu ngốc, không quá điên cuồng. Mạc Trúc Tuyết chưa từng yêu hắn, hắn cũng không thể có một cuộc sống tốt đẹp bên Mạc Trúc Tuyết, cho nên hắn yên lặng giấu kín tình cảm của mình, sau khi đưa Mạc Trúc Tuyết đến cánh cửa hạnh phúc thì xoay người rời đi. Nếu đây là kết cục của câu chuyện, tại sao Bạch Nham lại bị đẩy đến bước đường chịu cực hình? Ta biết nàng đang nghĩ cái gì, có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, nếu lúc ấy thật sự có thể tiêu sái buông tay ra, không vọng tưởng trở về nhìn nàng hạnh phúc vui vẻ từ xa, thì ta cũng không như bây giờ. Bạch Nham nghĩ về chuyện xưa, chậm rãi nói, lúc đầu phát hiện Tuyết Nhi tự sát, ta giống như phát điên, không khống chế được mà phát điên. Ta hận mình vì sao lại tự tay đẩy nàng vào ngõ cụt, vì sao không thể bảo vệ, vì sao không thể nhìn nàng và thầm ngạn vui vẻ hạnh phúc mà bỏ đi, vì sao lại về chậm như vậy không cứu được nàng. Ta ở trong viện ngồi ngẩn người ba ngày, bỗng nhiên nảy ra một ý định kiếp này ta và nàng ấy bỏ lỡ nhau là vì nàng quen thầm ngạn trước cho nên mới không yêu ta nếu kiếp sau ta xuất hiện trước ta nhất định có thể khiến nàng ấy yêu ta kiếp sau ta tuyệt đối không để nàng ấy chịu chút oan ức nào trưởng quầy ly nghe bạch nham nói trong lòng hàng trăm tư vị cuối cùng hắn vẫn yêu nàng ta vẫn vì tình mà đau khổ ngày thứ tư ta đến địa phủ ép phán quan cho ta xem sổ sinh tử của tuyết nhi bạch nham nói tới đây bỗng nhiên dừng một chút hắn nhớ lúc trước trưởng quầy ly còn vì hắn nói có chút quan hệ với quỷ phán quan mà chế nhạo hắn hai câu mỗi khi châm chọc hắn ánh mắt nàng đều lộ ra một ít tức giận làm cho bạch nham cảm thấy vừa rất đáng yêu vừa buồn cười tiếp tục nói đi trên sổ sinh tử của tuyết nhi viết cái gì trưởng quầy ly trừng mắt nhìn bạch nham cười ngây ngô gì thế không có gì không có gì bạch nham tiếp tục nói trên sổ sinh tử của tuyết nhi viết sau khi nàng ấy mất không hề tới địa phủ báo danh đã sớm thành cô hồn giã quỷ không biết ở nơi nào rồi tại sao lại thế lúc đầu ta nghĩ trong lòng tuyết nhi có oán mới không muốn luân hồi nên đi khắp nơi tìm nàng ấy muốn tìm nàng ấy về trước khi hồn bay phách tan bạch nham hơi nhăn mày lại xem ra chuyện sau này mới là chuyện hắn không muốn người ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến huynh không tiếp đối địch với toàn bộ thiên giới là phụ vương ta Bạch Nham cười khổ một tiếng, không ai hiểu con bằng cha. Phụ vương ta rất hiểu ta, ta ở nhân gian không có chuyện gì có thể lừa được ông ấy, bao gồm cả tình cảm của ta đối với Tuyết Nhi. Cho dù sau này ta ngoan ngoãn bế quan tu hành lịch kiếp, ông ấy vẫn cảm thấy Tuyết Nhi là họa lớn trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy ta tự hủy đạo hạnh. Long vương quả nhiên nhìn xa trông rộng, trưởng quầy ly nói vậy không phải cố tình khích Bạch Nham, chỉ là do thói quen nói đùa với Bạch Nham vừa nói xong đã thấy hối hận, lén liếc Bạch Nham một cái, lập tức ngậm miệng lại. Bạch Nham cười nhẹ, gật đầu nói, quả thật là nhìn xa trông rộng, sớm đoán được ta chưa từ bỏ ý định. Cho nên thừa dịp ta bế quan 10 năm ông ấy vẫn nhìn Tuyết Nhi từng bước từng bước đi vào chỗ chết, không cần phụ vương ta động một ngón tay, Tuyết Nhi ôm lệ mà chết. Làm thiên thần, phụ vương ta không thể can thiệp vào vận mệnh người phàm, nhưng ông ấy chỉ cần sai người làm một pháp thuật nho nhỏ đã có thể khiến vong hồn Tuyết Nhi không gặp được quỷ sai, không đến được địa phủ, trở thành du hồn. Con người sau khi chết hồn phách rời khỏi thân thể, trong một thời gian nhất định không chỗ nào dựa vào, cần có quỷ sai dẫn đường đến địa phủ, vào quỷ môn quan, qua phán quan giờ sổ sinh tử xác nhận thân phận rồi đưa vào điện Diêm La, nghe Diêm Vương phán kiếp thiện ác yêu khuyết điểm, rồi mới vào luân hồi trong quá trình đó nếu đi nhầm một bước sẽ trở thành du hồn giã quỷ. Mà du hồn giã quỷ không thể vào luân hồi cuối cùng chỉ có hai kết cục, thứ nhất, oán khí, chấp niệm sâu nặng từ giã quỷ hóa thành lệ quỷ, nhập quỷ đảo tu thành yêu ma thứ hai, vì không có quỷ sai chỉ dẫn mà du đắng trong nhân gian, không biết thời gian không biết nhân quả không biết nơi trốn, dần dần bị lạc mình trong trời đất, tam hồn ly tán, thất phách không tồn, rơi vào kết cục hồn bay phách tán. Trưởng quầy ly ngẩn người, Long Vương muốn Tuyết Nhi hoàn toàn biến mất trong tam giới sao? Hoàn toàn chặt đứt tình yêu của Bạch Nham, quá độc ác, quá tuyệt tình. Lúc ta tìm được Tuyết Nhi, nàng đã không còn ý thức, không nhận ra ta cũng không nhớ chính mình là ai. Năm trăm qua, khi nói về chuyện này trong mắt Bạch Nham vẫn hiện lên nét bi thương, là vì hận, là vì hối hay là vì giận? Hoặc là đều có. Dưới ống tay áo rộng thùng thình trường quầy ly siết chặt nắm đấm nàng từng nghĩ Bạch Nham là đồ ngu mốc nên mới vì cô gái người phạm mà phạm phải tội lớn trời chu đất diệt, nhưng bây giờ nàng lại không biết nên nhìn hắn như thế nào, lúc ấy chắc hẳn hắn rất tự trách mình. Nếu không vì Bạch Nham, Tuyết Nhi bị bắt gà cho lá Tư Tài có lẽ cũng không phải chuyện xấu, ít nhất lát Tư Tài cũng thật lòng yêu nàng ta nếu không phải vì hắn, kiếp sau của Tuyết Nhi có lẽ còn có cơ hội có được nhân duyên mỹ mãn, mà không phải hồn bay phách tán. Vì thế huynh đánh cắp đá vô sắc, chiêu hồn kết phách cho Tuyết Nhi bạch nham khẽ cười một tiếng nhìn vào mắt trưởng quầy ly hỏi nàng lại muốn mắng ta ngốc đúng không hừ mắng có tác dụng sao trưởng quầy ly vội vàng quay mặt qua chỗ khác dường như sợ bạch nham nhìn ra cái gì trưởng quầy ly vội vàng né tránh nhưng bạch nham vẫn thấy rõ thấy trong mắt nàng có đau lòng vô hạn giữa hàng lông mày là sầu bi không rõ trong lòng có tình cảm với hắn đúng vậy vì thế ta đánh cắp đá vô sắc để tuyết nhi được nhập luân hồi khi làm không sợ hãi chút nào, sau này ngẫm lại có hơi hối hận. Bạch Nham bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu lúc trước khuất phục thỏa hiệp hoặc nhát gan, hoàn toàn quên Tuyết Nhi, ngoan ngoãn ngồi ở Long Cung Đông Hải, chờ thiên đình phong thường, có lẽ nay ta đã kế thừa vị trí Long Vương rồi. Trưởng Quầy Ly hơi cong môi, thầm nghĩ với tính cách cố chấp của Bạch Nham, nếu hắn có thể cam tâm tình nguyện để người ta sắp xếp, hắn sẽ không phải là Bạch Nham rồi. Bạch Nham nhẹ nhàng cười nói, khi đó ta bị phụ vương phái người bắt về Đông Hải, ông ấy đã sớm đoán được ta chắc chắn sẽ làm ẩm ý, cố ý đến chỗ huyền nữ nương nương xin nước phong xuyên. Theo truyền thuyết, nước phong xuyên tồn tại đã lâu, nghe nói là nước thần do cửu thiên huyền nữ trong lúc vô tình luyện thành, uống xong sẽ quên hết tình yêu quên hết buồn vui quên hết thất tình lục dục. Chỉ tiếc nước phong xuyên này chỉ có một bình nhỏ, sau này cửu thiên huyền nữ muốn luyện cũng không luyện được nữa. Huynh uống à! Ha ha! Ta đổ. Bạch Nham cười nhìn trường quầy ly, trong ánh mắt có một chút sung sướng khó hiểu. Trường quầy ly hơi lắc lắc đầu, chẳng qua là bình rượu hoa quế thôi, đổ cũng không đáng tiếc. Bạch Nham hỏi, sao nàng biết? Trường quầy ly liếc Bạch Nham một cái, nếu bình ngọc nhỏ kia thật sự là nước phong xuyên thì đã sớm bị ta uống rồi. Nhưng đáng tiếc là ta cũng chỉ uống được hai ngụm rượu hoa quế mà thôi. Nước phong xuyên thật sự không biết đã bị ai trộm uống rồi huynh nhìn vô sinh hỏa của ta sao lại không biết chuyện này. 500 năm trước, ta quả thật không biết. Chuyện sau đó chắc hẳn cũng giống 89 phần 10 những gì ta biết đúng không? Không cần lãng phí thời gian đưa ta đi nhìn nữa, chúng ta đi thôi. Trưởng quầy ly lại định kéo bạch nham rời đi. Nàng rất vội sao? Đúng, trưởng quầy ly rất vội. Nàng không muốn xem tiếp nữa, nàng không có cách nào ép mình tận mắt nhìn bạch nham chịu cực hình thần diệt, nàng không chịu nổi. Huynh đừng quên tiểu tiền còn bị chúng ta bỏ rơi ở cửa hàng, còn chưa biết tên đạo sĩ hàng thật giá thật Đường Phong kia muốn làm cái gì. Huynh không vội sao? Bạch Nham ôn hòa cười cười, trong lòng có chút cảm kích nàng. Mấy ngày trước đây rõ ràng là Trường quỷ Ly buộc Bạch Nham thẳng thắn trước mặt nàng, giờ nàng lại đau lòng vì hắn không đành lòng nhìn tiếp, điều này khiến cho trái tim Bạch Nham hết lên lại xuống, vừa sầu lo vừa vui sướng nàng thực sự không muốn biết sau này xảy ra chuyện gì sao? Bạch Nham hỏi. Trường 35, chuyện lúc trước không thể truy cứu. Từ trong thần thức của Bạch Nham trở lại hiện thực, tay hai người vẫn còn nắm chặt. Trường Quầy Ly trong lúc nhất thời còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Bạch Nham, trong đầu trống rỗng. Bạch Nham thấy trường Quầy Ly ngẩn người, cũng nhìn lại, chỉ thấy nàng vừa như khiếp sợ vừa có chút đăm chiêu hắn đã quen trường quầy ly khi giận khi hờn khi mềm mại khi quyến rũ khi lạnh lùng khi mạnh mẽ hắn cảm thấy giờ phút này bộ dáng nàng ngẩn ngơ xuất thần cực kỳ đáng yêu sau khi hoàn hồn thấy bạch nham nhìn nàng cười ngây ngô trong lòng trường quầy ly khó chịu hỏi huynh nhìn ta như vậy làm gì bạch nham lắc đầu ừm không có gì không có gì là cái gì nàng cho là có cái gì hai người hỏi nhau như vậy thật sự là kỳ quặc Trường Quầy Ly cảm thấy có chút xấu hổ muốn buông tay đang nắm tay Bạch Nham ra, Bạch Nham lại không chịu buông. Bạch Nham kéo nàng ngồi xuống ngay tại chỗ, ngồi một chút, để ta nói hết rồi chúng ta cùng về. Ừ, Huynh nói mau, chúng ta đi quá lâu ta sợ tiểu tuyển lo lắng. Bạch Nham gật gật đầu, chịu cực hình thần diệt cho dù thần hay ma đều không thể sống sót, hủy đi thần hình, chỉ sợ ngay cả cho cũng bị cháy sạch, cho dù có đá vô sắc cũng không tìm về được một tia tàn hồn ta còn sống, tất cả là nhờ nhị đệ và tiểu muội ta. Nàng có biết đằng xà không? Đương nhiên biết, đằng xà chính là phân thân của nữ hoa nương nương. Trưởng Quầy Ly không hiểu vì sao Bạch Nham lại nhắc đến đằng xà. Đó là ta cùng với nhị đệ và tiểu muội noi theo nữ hoa nương nương, bắt chước làm theo, dùng dâu rồng, vảy rồng, máu cùng một đoạn xương của ta làm ra một phân thân. Để không ai nhìn ra sơ hở lại chia một nửa nguyên thần của mình nhập vào phân thân kia, lấy phân thân thay ta chịu hình. Lấy phân thân thay Bạch Nham chịu hình, cũng không có nghĩa là Bạch Nham có thể toàn thân trở ra. Thiên ngoại lưu hòa cũng không hẳn là lửa, nó là vô hình. Khi cực hình thần diệt bắt đầu, theo 36 đạo thiên lôi đánh xuống thiên hỏa sẽ nhập vào nguyên thần, nguyên thần chưa diệt thì thiên hỏa cũng chưa tắt. Nguyên thần trong phân thân cũng là của Bạch Nham, vậy nhất định Bạch Nham cũng phải chịu thiên hỏa thiêu đốt. Trưởng quầy ly nghe mà kinh ngạc vạn phần, thậm chí trong lòng còn rất sợ hãi, không khỏi quát các người sao lại to gan như thế. Chia một nửa nguyên thần, trong lúc tách nguyên thần huynh có thể bị tàu hỏa nhập ma thậm chí hồn bay phách tán. Cho dù thành công phân chia một nửa nguyên thần cũng có khả năng bị đần độn, mê man. Nếu bị người khác phát hiện không chỉ có là huynh, ngay cả nhị đệ và tiểu muội huynh cũng phải chịu thần diệt. Huống hồ cực hình thần diệt không lưu người sống, biện pháp dùng phân thân cũng chưa chắc đã chót lọt. Còn nữa, Ngọc Đế lệnh cho Long Vương tự mình trường hình, người khác khó có thể nhìn ra sơ hở, nhưng Long Vương là cha ruột huynh, sao giấu được ông ấy. Bạch Nham cười khổ, nay nghĩ lại, lúc trước có thể tránh được một kiếp có lẽ là do may mắn thôi. Phân ra một nửa nguyên thần quả thật mạo hiểm, nhưng may mắn coi như thuận lợi. Sau khi làm ra phân thân, ta mất hơn một nửa đạo hạnh, hành động chậm chạp không tiện, miễn cưỡng có thể duy trì hình người, nhưng may là có thể bảo toàn tính mạng sắp bị tử hình phụ vương ta có thể nhìn ra sơ hở nhưng ông ấy cũng không nói gì có lẽ là ông ấy không biết có lẽ là ông ấy niệm tình cha con tha cho ta một con đường sống sau này coi như đứa con trai này đã chết mà dù thuật phân thân bảo vệ được tính mạng của ta nhưng cũng không giảm bớt được đau đớn ta phải chịu ngay từ khi bắt đầu cực hình thần diệt thiên ngoại lưu hỏa đã đốt sạch phân thân của ta nhưng đám lửa đó lại giống như đang cháy từ trong huyết mạch ta đau đớn này nửa phần không thiếu gần như thiêu trụi nốt một nửa nguyên thần còn lại của ta. Trưởng Quầy Ly không kìm lòng được nghĩ về cảnh tượng Bạch Nham chịu cực hình thần diệt năm đó, bàn tay càng siết chặt lại, bóp vào tay Bạch Nham có hơi đau. Hắn liếc mắt nhìn tay hai người đang nắm chặt, muốn chấn an nàng vì thế nhẹ nhàng bâng cua cười nói, chỉ còn một nửa nguyên thần, lại phải trải qua cực hình thần diệt quả thực đã tra tấn ta một đoạn thời gian rất dài. Khi đó tiểu muội ta lén đưa ta vào linh tuyền trong núi đại tuyết, dựa vào linh khí trời đất ở nơi đó bảo vệ thân thể, nguyên thần của ta qua khoảng trăm năm mới dập tắt được lửa ngày đó. Bạch Nham không dám nói một trăm năm đó hắn đã sống không bằng chết thế nào, thiên hỏa thiêu đốt từ trong nguyên thần thiêu ra, dù ngày hay đêm đau đớn vẫn luôn bao trùm ý thức của hắn. Cho dù ẩn thân dưới hồ băng có linh nguyên thủy linh vạn năm nuôi dưỡng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Không chỉ không thể hóa thành người hình, nguyên hình của hắn cũng bị đốt không ra hình dạng ở trong trí nhớ của hắn 100 năm đó cũng rất mơ hồ, chỉ có vài hình ảnh hỗn độn, thân thể nát thành mảnh nhỏ, cháy khét tanh hôi, kinh khủng đến mức mỗi khi nhớ lại đều khiến hắn hít thở không thông. May mà đó đã là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm trước, nay tuy rằng còn có chút di chứng nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Núi Đại Tuyết, trưởng quầy ly nghĩ, đó không phải là nơi ở của Linh Nguyên Tiểu tuyển sao? Không sai, đúng là Linh Nguyên của Tiểu tuyển đã cứu ta. Bạch Nham cười nói, Bây giờ nàng đã biết vì sao lúc trước ta không để nàng uống linh nguyên chữa thương chưa, bởi vì đỗ tuyền là ân nhân của ta, sao ta có thể để nàng hủy cơ hội thành hình của hắn. Lúc này lần đầu tiên trường quầy ly cảm thấy tất cả những chuyện này đều do số trời đã định. Nàng gặp được tiểu tuyền là trùng hợp, gặp được bạch nham cũng là trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp, nàng bỗng nhiên bắt đầu cảm kích sự trùng hợp đó. Nghe bạch nham thẳng thắn, trường quầy ly sẽ giảm nhẹ tội cho hắn đúng không? nhưng Bạch Nham tỉ mỉ nghiên cứu vẻ mặt trường quầy ly rất lâu, chỉ nhìn thấy vẻ u sầu và bi ai, so với phẫn nộ càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn. Làm sao vậy, ta không còn chuyện gì giấu nàng nữa, nàng còn chưa vừa lòng sao? Bạch Nham có chút hoảng hốt, hắn không thích vẻ mặt trường quầy ly lúc này, rất không thích vẻ mặt mà hắn chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đã cảm thấy đau lòng của nàng lúc này. Trưởng quầy ly từ từ nhìn tay hai người vẫn nắm chặt chưa từng buông ra, chỉ lắc đầu không nói gì. Nàng muốn biết rốt cuộc hắn yêu Mạc Trúc Tuyết đến mức nào, cả đời coi hạnh phúc của nàng ta là hạnh phúc của mình, coi niềm vui của nàng ta là niềm vui của mình bỏ lỡ một kiếp lại chờ mong kiếp sau vì nàng ta mà trộm đá vô sắc giúp nàng ta luân hồi, còn mình lại vạn kiếp bất phục 500 năm qua, hắn vẫn đang yên lặng bảo vệ nàng ta luân hồi. Nàng không rõ, không rõ sao hắn có thể yêu sâu đậm như vậy, không hối hận như vậy. Nàng không dám hỏi, hỏi hắn vẫn yêu sâu đậm như vậy, vẫn không hối hận như vậy sao? Nàng lại càng không dám nghĩ, nghĩ xem chính nàng có yêu hắn sâu đậm như vậy không hối hận như vậy không? Không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi. Trưởng quầy ly bỗng nhiên đứng dậy, rút tay mình khỏi tay Bạch Nham, nhưng Bạch Nham vẫn không chịu buông. Nàng lại dùng sức vung ra, cuối cùng cũng rút được tay về, về thôi. Trưởng quầy ly lướt đi như một cơn gió, Bạch Nham sướng sờ đứng tại chỗ hoàn toàn không hiểu có phải mình lại làm sai cái gì hay là nói sai cái gì hay không. Vừa rồi nàng phản ứng không giống như dỗi hắn, rốt cuộc là làm sao vậy? Bạch Nham mơ hồ đuổi theo trường quầy ly về nhà, đỗ tuyền đã ở trong đình viện chờ bọn họ đã lâu. Trường quầy, lão đạo hai người đã đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Làm sao vậy? Trưởng quầy ly hỏi. Đỗ tuyển kéo trường quầy ly và bạch nham ngồi vào lương đình, Bảo chỉ lan rót cho họ một chén trà, nói: Hai người biến mất sắp ba ngày rồi. Ngày hôm qua Đường Phong lại tới cửa hàng, ta nói cho hắn hai người không ở đây, hắn dường như rất vội nên để lại Phong thư cho lão đảo. Ta đợi lâu không thấy hai người về liền bóc thư ra xem trước. Bạch Nham cầm Phong thư từ tay Đỗ Tuyền, vội vàng mở ra xem, sau đó nói với trưởng quỷ Ly: Đường Phong nói thuộc phát sinh đại nạn, đạo trưởng Minh dục lệnh cho thủ hạ đệ tử mau chóng đi trước, hắn hy vọng ta cũng có thể đến trợ trận. Trưởng quầy ly nhíu mày hỏi, chuyện của huyền tôn giáo có liên quan gì đến huynh đâu, vì sao huynh phải đi trợ trận. Đỗ tuyển tò mò hỏi, hai người mới từ thục về mấy ngày, đường phong lại nhận được lệnh của sư phụ hắn chạy tới thục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ toàn bộ yêu ma quỷ quái đều chạy về đó, mà ngay cả đám người tu đạo này cũng sốt ruột chạy đến đó. Bạch nham cau mày, vừa tự hỏi vừa nói, xem ý của đường phong trong thư chỉ sợ là thiên hạ đại loạn trong thần dụ minh dục nhận được sẽ bắt đầu từ thuộc. Hắn nghĩ ta có thể giết được nữ bạt tức là đạo hành cao thâm, cho nên mời ta đi hỗ trợ. Cho nên ngươi muốn đi. Đỗ tuyền hỏi. Bạch Nham gật gật đầu, ta đi nhìn một cái. Tổng Tố và Thanh Vũ đều còn ở thuộc. Nếu huyền tôn giáo cùng đám yêu ma ở thuộc kia ra tay quá nặng, ta sợ châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Trưởng quầy ly hơi cong môi, cười nói, ta thấy nếu đánh thật, Tòng Tố nhất định sẽ bất chấp mà chạy tới đấu tranh anh dũng. Vậy càng phải ngăn hắn. Huyền Tôn giáo tuy là đạo gia chính tông, nhưng thủ pháp giết ma săn quỷ lại cực kỳ tàn nhẫn, vài trận pháp đều là sát trận uy lực lớn, đao kiếm không có mắt hướng chi bọn họ còn sử dụng loại đạo pháp tàn nhẫn đó, ta không muốn Tòng Tố đi gặp Phật tổ nhanh như vậy. Huống hồ, lần này chúng ta trở về vốn muốn tìm thêm nhiều manh mối, Đường Phong cố ý đến Đan Thành lần này đã giúp chúng ta hỏi thăm được không ít tin tức cũng đến lúc nên về thuộc rồi. Lo không hết chuyện, trưởng quầy ly vỗ chán thở dài. Ta cũng phải đi, đỗ tuyền nhảy dựng lên, lần này ta cũng phải đi thục. Chỉ Lan đứng một bên vội vàng gật đầu, ý là nàng cũng muốn đi theo đỗ tuyền. Trưởng quầy ly nặng nề thở ra một hơi, nói tiểu tuyền, chỉ Lan vừa mới thành hình. Nếu theo chúng ta đến thục cho dù không bị đám người tu đạo kia giết thì cũng bị đám yêu ma kia làm thịt, người nhẫn tâm sao? Chỉ Lan nghe vậy có chút sợ hãi, trốn Đỗ Tuyền sau lưng, một đôi mắt nhìn thẳng Đỗ Tuyền. Ờ, Đỗ Tuyền nhìn chỉ Lan nước mắt lưng tròng, không đành lòng bảo nàng ở nhà một mình, cắn răng rậm chân một cái, dáng vẻ khẳng khái hy sinh, nói, ta ở lại giữ nhà vậy. Đúng rồi, trưởng Quế Ly đột nhiên hỏi, Tiểu Tuyền, hậu sự của Thành Đàm làm thế nào rồi? Đỗ Tuyền đáp, ừ, trước mắt coi như thuận lợi, có người bùi ra chi tiền xuất lực buổi chiều hôm qua hai tiểu đạo sĩ Tử Minh và Nguyên Đốc đã khởi hành đưa xác thành đàm về núi Vân Đài An Táng rồi. Đi rồi à, trưởng quầy ly có chút đâm chiêu thì thào. Làm sao vậy? Bạch Nham hỏi. Trưởng quầy ly lắc đầu, không có việc gì. Chuyện Vân Nhai chiếm thân thể Tử Minh chưa thể để Bạch Nham biết được. Hắn nhúng tay càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Bạch Nham chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra trưởng quầy ly rõ ràng có việc giấu hắn, khẽ thở dài một cái, hỏi nàng có muốn đến tục cùng ta không trưởng quầy ly không cần nghĩ liền gật đầu đáp đương nhiên muốn ta nhớ rõ trước đó không lâu nàng mới nói nếu ta muốn đối địch cùng thiên khê và vân nhai tự tìm đường chết nàng nhất định sẽ không theo sao giờ lại đổi ý nhanh vậy trưởng quầy ly trừng mắt nhìn bạch nham lúc này hắn dám quay ngược lại ghi hận với nàng nàng quả thật không muốn đối địch với thiên khê vân nhai nhưng để bạch nham một mình đi nàng không yên lòng huống hồ chuyện xảy ra ở Tây Thục chưa chắc là do Thiên Khê giở cho quỷ, nàng đi theo không tính là cản trở chuyện của Thiên Khê. Sao cảm giảm nhiều vậy, rốt cuộc huynh có đi hay không? Trưởng quầy ly hung hăng nói. Bạch Nham cười nói, đi đi, đương nhiên phải đi. Hai người dặn dò đỗ tiền mấy chuyện cần hắn điều tra, sau đó đằng vân mà đi. Trên đường Bạch Nham mới nghiêm trang hỏi trưởng quầy ly, vân nhai đã nói gì với nàng? phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn